sáng giờ mình đã tìm ra ăn nấp nha mọi người. Nó buồn nó buồn chuyện gia đình, nó đi vô chùa, nó đang đứng ở ngoài cái cổng chùa. Giới thiệu với mọi người, đây là chùa Ngọc Hải nha mọi người. Chùa Ngọc Hải kế bên là mộ cô, kế bên luôn, ráp danh là mộ cô luôn. Mình thường nấp nó bán bên mộ cô kế bên đây nè. Nhưng mà hôm nay là mình là sáng giờ mình đi tìm nó tính xuống tóc, nó đi tu. Sáng giờ ghé thăm em thiền mua gì đậu dẫn hoài, nó có bồ chọc mua gì thăm em thiền chưa, nó có bồ mua gì nó mua. Có bạn trai hả? Ừ, thất vọng không? Bỏ cuộc hả? Bỏ cuộc hả? Nó dẫn chơi với nó có bồ mà kệ, có bồ ăn thua mình ngon là thôn mơ có bồ. Tình yêu đã phai mờ nhớ hoa nở không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành nhuộm nỗi đau này chết lặng giữa trời anh mây. Thôi, mình chứ nó chưa, miễn chưa có chồng thôi, có bồ kệ nó. Miễn gặp cái bồ tự nhiên đi cua người ta phá vỡ hạnh phúc ta, khủng quá. Bồ bồ chứ miễn mà nào ngon nào lì, ta kêu đẹp trai mà trai mặt đó. Không, cũng không có được, khó rồi thôi, bỏ cuộc mà. Bỏ cuộc. Nói, anh nói thiệt với mày nha, hôm qua mày về á, anh điều tra ra nó đâu phải bồ nó đâu. Sao mà thiệt, bồ tàn thiệt, anh điều tra rồi, nó không phải bồ nó, nó không phải bồ nó nói là hai anh em mình gieo chặt nó quá, nó kêu nó là bồ nó. Lớp đi tu mà vô chùa Ngọc Hải đi tu. Vô chùa hả? Vô chùa tịnh tâm á. Ông điều tra ai mà ông hỏi. Lúc mà mày về á, anh điều tra rồi. Thằng đó đâu phải bồ con thầy đâu. Không phải hả? Không. Sao cũng phải là con bồ nó. Thì nó nói là hai anh em mình cứ theo nó chỗ nó buôn bán á. Thì nó giới thiệu bồ nó cho mình khỏi theo nó vậy mà. Đúng mà, ông không? Ông cái gì? Mà anh thấy nó có tình cảm với mày thiệt rồi đó. Thiệt. Chứ còn không có tình cảm là bữa giờ sao chỗ trà nó đơm hai anh em mình mất tiêu. Giờ mày đi xuống năn nỉ nó đi. Nghĩ sao? Thì xuống nói thì nói ai biết. Mày cô gái mày lại bắt tao chỉ nữa. Ông chỉ tôi đó giờ tôi có biết cô ai đó ông nội. Mày chỉ biết sao chỉ? Không lẽ giờ tao dắt tay mày tao nói câu nào mày nói theo câu đó hả? Thì bây giờ ông viết ra tờ giấy á, giờ cho tôi học thuộc. Mày khùng quá. Nó giỡn chơi chứ giờ anh có cái này là thử lòng nó. Thử gì? Bây giờ mày biết nó muốn, nó biết nó có tình ý với mày hay không, giờ mày thử lòng nó. Bây giờ thử mới biết chứ đúng không? Thử sao? Thì bây giờ đi qua cái chỗ nào, đi qua chỗ này, chỗ nào mình giá đỏ rồi. Dạ đó, miễn sao là mình tại mà miễn sao tao đưa nó tới được không? Miễn sao tao đưa nó tới gặp mày thôi. Thôi mơ. Không có được đâu mà. Có gì đâu, miễn sao mà. Bây giờ mày cứ tin anh đi. Bây giờ không thấy tao mày cá độ rồi. Cái gì? Bây giờ mày bảo tao vào ăn. Tao miễn sao tao làm cách nào tao làm mọi cách thôi, nó tao đưa nó tới. Mày kiếm chỗ mày, kiếm chỗ rồi. Tao đưa nó tới tìm mày thôi. Rồi, chơi không luôn. Nhưng mà đãi ăn gì? Ông muốn ăn gì? Bây giờ đưa tiền trước thì mới tin là được thôi. Nhiêu? Ba xị thôi. Có gì thì thiếu đủ rồi tao bù thêm vô. Ăn gì mắc thì? Đi ra quán làm chầu 300.000 rồi 300.000 kêu được mấy món? 300 phải không? À, được 300. Mà lỡ ông không làm được sao? Tao trả, tao đền cho mày gấp đôi. Rồi, hứa đó. Ừ, miễn sao tao có chiêu đưa nó tới tìm mày là được rồi, đúng không? Rồi. Rồi mọi chuyện là mày tính xa, hiểu không? Rồi. Thì mình phải thử lòng nó. 300 đúng không? Ừ, mày thăm vốn rồi. Không, tiền này tiền tôi lời lâu rồi. Nè, 300 nè. Rồi, ok. Vậy bây giờ đi theo anh, đi qua kiếm cái chỗ mát mát rồi. Chờ chút nha. A few moments later. Đường thầy lớn chuyện rồi thầy ơi. Vụ nớp á. Có sao mà liên quan tới nớp nữa? Nớp á, nó biết em bữa giờ ghẹo chọc nó đó. Nó đòi nhảy biển, nó tự dần dặn gì kìa.
Cũng tại anh không, em đã nói rồi mà anh không chịu nghe. Ai biết đâu thì mình cứ tưởng giỡn qua giỡn lại rồi hết hồn thôi, ai biết nó kết em thiệt đâu. Rồi anh giờ anh ở đâu rồi? Nó ngoài sau này nè, nó ngồi ngoài kia ra, nó buồn sáng giờ á, anh thấy chưa rồi, anh không thấy nó đi về, nó bán hết rồi mà nó anh thấy đâu thấy nó về đâu. Rồi anh qua anh gọi điện qua nhà nó, má nó nói cũng chưa có về luôn. Mà điện thoại có được đâu, nó tắt máy. Rồi xong cái má nó kêu anh chạy ra kiếm coi thử coi có nó không. Anh ra anh gặp nó ngay cổng chùa. Nó ngồi trước cổng chùa. Cổng chùa Ngọc Hải cái bên này nè. À, giờ sáng giờ em không thấy ảnh kiếm luôn á. Ai biết đâu, ông ngồi ông buồn hiu à, ông đòi nó nói với anh nó muốn khóc luôn. Nó giọng nó muốn khóc luôn, nó nói chắc buồn quá nó đòi ủi xe xuống biển luôn. Anh nói mày khùng không? Có chuyện gì thì nói ra. Thì nó nói là bé thì có bạn trai rồi, bữa giờ toàn là thì ra là chỉ là ghẹo chọc nó thôi chứ không phải thương nó này kia. Thấy chưa, đã nói em nói rồi. Cũng em á chứ rỗ thừa anh gì. Đã nói mấy lần rồi, để em nói sự thật cho anh biết, anh cứ chọc anh hoài giờ lớn chuyện rồi đó. Em chọc chứ sao rỗ thừa anh nữa. Bữa anh chỉ nói sơ sơ thôi, còn nhiều là em nói bộ. Thì tại anh xúi em. Đi đâu vậy? Đi lên em kiếm ổng, xin lỗi ổng chứ anh nghĩ sao vậy? Em đi vòng lên ngõ đó đi. Vậy anh ở dưới này anh chờ nha. Cái bên cây bàn á, em vòng qua nó ngồi bên gốc cây á. A few moments later. Chỉ là nỗi nhớ mãi đằng sau cuộc tình đã lỡ. Chỉ là cơn mưa quấn theo cả một trời thương nhớ. Chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ sưng rưng. Ủa anh đó, đâu có chuyện gì mà anh buồn anh ngồi ở đây vậy? Sao bán hết không về đi? Sao em biết anh ngồi ở đây? Thì anh Hùng nói chứ ai? Hùng nói hả? Ừ. Có gì đâu buồn. Anh cũng buồn chứ bộ. Anh biết cái thằng mà anh có mà đâu bằng người ta đâu. Bởi vậy người ta có này có kia, còn anh đâu có gì đâu, nó lấp lòng không có gì đâu. Rồi em thấy chuyện đó nếu mà anh cảm thấy không được á thì anh nói anh Hùng hay là anh nói cha mẹ anh coi thử sao, coi thử có cách giải quyết không. Biết người ta có chịu không mà về nói ba mẹ. Thì anh không nói sao biết ta chịu không chịu. Có chứ, anh cũng mấp mé chứ, anh định mấp mé rồi đó chứ mà sợ người ta không chịu. Giờ anh cũng đang lấn cấn đây nè. Anh cũng buồn, anh sợ nhiều khi nói ra thì sợ người ta không chịu rồi bắt đầu cái anh mới tầm là lúc đó mất cái tình trẻ đi, bởi vì anh không dám nói. Nằm khi ai biết được, khi nói trái ngược lại thì sao, con gái mà. Con gái là ghét là thương, con gái nói thương là ghét, con gái nói giận là yêu, con gái nói yêu là còn giận. Mà em hỏi thiệt anh nè, anh có nói với anh Hùng chưa? Anh nói rồi, mà không có giúp thì không giúp cũng sơ sơ thôi à. Không đâu có giúp được thì nhiều đâu. Chuyện quan trọng vậy mà nếu như mà anh Hùng nó không giải quyết được thì em nghĩ là anh cũng nên về nói với ba mẹ đi. Trước sau gì anh cũng phải nói hà, chuyện lớn vậy mà. Biết người ta có chịu không mà nói. Thì anh không nói sao biết ta chịu không chịu. Thì anh cũng cố gắng bộ, anh cố gắng mấp mé vài lần rồi chứ mà tại vì người ta không chịu hiểu cho anh thôi. Ta tưởng người ta chơi anh này nọ chứ không. Anh biết bộ, anh biết cái bản thân anh nó vậy rồi, số phận anh nó vậy rồi. Trời, anh ta nói vậy thôi chứ em thấy anh vậy có nhiều người thương anh lắm chứ bộ. Ai đâu thương anh. Sao anh biết không có ai thương anh. Đó giờ anh biết rồi, đó biết cho bạn anh gì đâu có bằng người ta, bởi vì đâu có ai để ý anh làm gì đâu. Anh nói thì sao á, chứ em nghĩ á là người ta sẽ thương anh nhiều hơn người khác luôn á. Không có đâu, ai cũng đâu phải ai. Ai cũng nói ra bằng miệng được chứ đâu có thực hiện được đâu. Nói bằng miệng ai nói không được. Cái đó là do anh nghĩ thôi, chứ sao anh biết ta nghĩ thì sao. Bởi vậy anh mới không có
không có gọi là kêu bằng là chính thức, bởi vì anh mới dò giỏi từ từ mới giải quyết được công việc cái lộn vấn đề đó chứ. Nhưng mà vấn đề đó nghiêm trọng quá thì thôi, nếu như mà không giải quyết được thì thôi, em nghĩ là anh nên nói với cha mẹ đi. Thôi trước sau về cũng nói hả, không nói là không được đâu, chứ không lẽ giờ anh định ở đây hoài hả? Dạ, để suy nghĩ, để suy nghĩ bao nhiều vô đã rồi tôi mới quyết định nói được. Em thấy chuyện không đâu có gì suy nghĩ đâu, nói chung là về nói với người lớn. Để anh coi sao rồi anh nói sao giờ. Lúc sau cũng phải nói nhưng mà để từ từ để lựa cơ hội để nói đó. Cơ hội là biết bao giờ mới có cơ hội nói. Thì anh cũng cố gắng anh nói với sớm nhất có thể thôi. Lỡ yêu rồi sao không thành duyên nợ, hai hướng đời nên cúi mặt làm ngơ. Nhưng hôm nay đối diện thật chẳng ai ngờ. Nói chung á, em là con gái nên em không thích dạng được anh nhiều chứ á, nên em nói vậy đó. Anh hiểu sao anh hiểu? Là sao ý em là sao? Thì em nói vậy đó. Ừ, vậy nói em nói vậy đó. Mà em hỏi thiệt anh nè, còn nhiều hay ít? Nhiều chứ. Ủa nhiều là bao nhiêu tờ? Hả? Trời ơi! Cái gì bao nhiêu tờ? Ôi thì anh Hùng mới nói vậy đó, nói anh bắt cái số. Cô nọ lên xuống em bắt liền cái số hả? Nhờ đường làm một nẻo à. Không nói em là anh bắt cái số. Ủa, nói anh buồn trên đây nè. Trời, cố nội thiệt chứ. Cố nội nó thiệt chứ. Nhờ đường nói một nẻo à. Thế nãy giờ anh nghĩ vậy? Anh nói mất cái số mà. Có đâu, anh có mất cái số đâu. Thì anh Hùng mới nói vậy nên em tưởng là mất cái số. Có đâu, anh nhờ ông xuống nói với em cái khác mà. Trời ơi, vậy mà nãy giờ là em cứ kêu anh Hùng coi thứ có giúp gì được anh không, mới kêu ba má anh. Trời, bố nội thiệt chứ. Nãy ông gặp anh trên kia kìa, ông kêu là anh mới nhờ ông là xuống nói với em cái chuyện kia. Thì đúng rồi, nãy giờ anh Hùng cũng có nói với em rồi. Nói em sao? Thì nói với em là anh bị mất vé số. Anh khuyên anh nãy giờ kêu anh về nhà mà anh không chịu, nên giờ anh mới kêu em nè. Chứ nói chuyện nhỏ. Chứ nãy giờ anh nghĩ vậy? Có đâu, có nghĩ gì đâu. Anh nói nghĩ cái chuyện khác thôi, chứ anh đâu có nói gì đâu. Ông nội đó thiệt chứ. Ông số gì ông chọc phá nữa ha. Ông kêu em lên đây phá anh nữa nè. Phá đâu? Anh có mất cái số đâu, anh nhờ ông cái chuyện khác chứ không phải là chuyện với số. Ủa vậy là gốc cuộc là không mất cái số hả? Không mất đâu, do ông đi xạo em á. Trời ơi, vậy mà ông Hùng nói với em là anh mất cái số, làm em khuyên anh hết nước hết trái, còn kêu ba mẹ anh xuống coi giải quyết nữa. Cố rồi ông chọc ghẹo em á, phá anh á, có gì đâu, có mất đâu, bán hết rồi, sáng giờ bán hết rồi. Ôi, nếu gì không có gì thôi em về bán kem đi. Ờ, thôi em về bán kem đi. Mai mốt đừng có nghe cái lời ông nội nó nữa nha. Ông chưa ông chọc ghẹo đó. Em biết em về. Ừ, về đi. A few moments later. Thì tới nói gì vậy? Cú nội này nha. Tao dắt nó lên rồi đó, tao kêu nó lên rồi đó. Nội nói vụ gì mất cái số đây đó. Cái gì? Nói với mấy thầy tôi mất cái số không dám về nhà sợ ba má tôi la. Ủa, nó nói gì kỳ vậy? Ông đây, ông bậy, ông chọc ghẹo với ai? Tao bậy nè, tao nói với nó là ngớp nó tỏ tình với em là nó thương em mà. Con thì có đâu sao mày sao có tập mày cái nhà ông xuống ông nói với con ta là tôi bị mất cái số rồi kêu không dám về nhà nhờ nó lên nó khuyên nhủ tôi cố nội sao sao không lấy 300.000 tôi đi rối vòng nha. Tôi đấm đập mặt bây giờ á, tao nói xuống nói rõ ràng nha, tao nói thằng lớp nó thương em, nó không dám tỏ tình với em, nó nhờ anh làm cầu nối giùm. Nó ngồi kia nó chờ em cả, thì nó nói vậy thiệt hả? Thôi để em tôi qua em gặp lớp một tí. Thì anh nói vậy chứ sao? Có đâu. Tự
nhiên. Anh nói rõ ràng với nó nha, anh nói thằng Lớp nó thương em mà nó không dám tỏ tình với em. Có đâu, nó dụ tôi đi bán bị bắt cái số rồi không dám về nhà, rồi ba má sợ ba má tôi la rồi lên nó ông khuyên không được rồi ông nhờ nó lên khuyên giùm tôi. Mày nói mày xào xạo mẹ nha, mày xào xạo hai đứa bay nói chuyện tình cảm đã giờ đổ thừa, nói chuyện gì vậy mày, mày đặt nói chuyện gì nói với anh nè. À? Nói gì đâu nói, ông xào xạo ông không trả tôi 300 ngàn đây. Ba trăm ngàn nãy tôi đưa ông á. Nãy tao nói mày sao, tao nói miễn sao tao kêu thì lên nó ngồi nói chuyện tình cảm với mày là được rồi. Nhưng có nói chuyện tình cảm đâu. Chứ nó nói gì? Nó nói tôi đi bán bị bắt cái số không dám về nhà, sợ ba má tôi la. Mày đặt chuyện mày xào xạo với anh á. Cố nội ai nói xạo ông đâu, cho giờ tôi hỏi xuống đi hỏi thầy kìa. Tôi xuống tôi hỏi nó nha. Ừ, mình trả là 300 ngàn đi. Tôi vô vô duyên không? Ông có nó lên có nói gì tình cảm tình khổ gì đâu. Nó tỏ tình mày cho đã giờ mày đòi tiền lại hả? Tỏ tình đâu tỏ tình. Chứ còn gì nữa, tao nói xuống mà tao nói rõ ràng mà. Tao nói thì ơi, thằng Lớp nó nhờ anh nè. Nó nói là nó thương em mà nó không dám nói. Rồi mà giờ nó kêu anh nó làm cầu nói giùm. Em thôi em tới em tâm sự với nó một chút đi. Thì nó nói giờ vậy hả? À, thiệt không? Thiệt anh Lớp không dám nói không? Có gì đâu ngại. Trai gái với nhau chuyện trai lớn thì có bồ, gái lớn thì có người yêu gì đó chuyện bình thường mà có gì đâu anh ngại, để em lên em chủ động luôn. Anh mới nói anh khuyên thì nó thôi giờ nó thương em mà nó không dám nói gì em chủ động em nói luôn. Không nè, cũng được như ông nói cũng đỡ biết mấy. Chứ nó nói sao ai biết. Lên nói khuyên mất cái số thôi về đi, về nói với ba má Hùng giúp giùm cho rồi ba, không được thì nói với ba má rồi chứ không lẽ ngồi đây hoài. Ừ, tao đâu có mua, tao đâu có mua, mày đặt chuyện mày lấy cái lại 300 ngàn hả? Đặt chuyện không? Ông có, ông đặt chuyện ông... Mày cũng đặt chuyện, mày đặt chuyện hay á. Ông đặt chuyện ông lấy tôi 300 ngàn thì có. Ở trả đi. Nhiều quá. Tự nhiên không? Trả 300 ngàn đi. Tự nhiên. Mấy sao tao, mày đặt chuyện thì có. Mày đặt chuyện á, miễn sao tao kêu nó lên ngồi nói chuyện với mày thôi. Nhưng có nói chuyện gì đâu, nói chuyện tình cảm gì đâu. Tự nhiên. Không, nó nhiều quá, ông trả lại tôi 300 ngàn đi. Không có chuyện đó đâu. Cú. Yeah.